Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với video của mình. Hôm nay thì thể theo một số nguyện vọng cũng như là tôi cảm thấy là cần làm cái video này để giới thiệu tới tất cả các bạn cũng như là truyền tải cho các bạn những thông tin mà có lẽ rằng ở Việt Nam cũng không ai cung cấp cho các bạn. Cũng như là cũng ở Việt Nam, cái số lượng người mà có được, sở hữu được, từng dùng và trải nghiệm và ngày hôm nay có mặt ở đây để chia sẻ cho tất cả các bạn là vô cùng ít và gần như là không bao giờ có ở trên YouTube. Đó là tôi muốn chia sẻ với các bạn về một cái chiếc điện thoại mà tôi yêu thích nhất và nó gần như là có giá trị nhất trong bộ sưu tập của tôi. Một chiếc điện thoại có giá lên tới 5.000 euro. 5.000 euro các bạn cứ nhân lên với khoảng tầm 28 thì nó rơi vào khoảng tầm 100 mấy chục triệu đó. Thì cái lý do mà tôi muốn làm cái video này tại vì là đây là chiếc điện thoại mà rất hay xuất hiện trong những video độc học của tôi, hay là cái hộp thần thánh này rất hay xuất hiện. Thì ngày hôm nay tôi sẽ làm để phân tích cho các bạn những cái lý do mà tại sao tôi lựa chọn cái chiếc điện thoại này, cũng như những cái lý do mà tôi yêu thích cái thương hiệu này. Trước mắt các bạn là cái chiếc điện thoại Tonino Lamborghini. Trước khi mà đi vào phân tích cũng như tìm hiểu kỹ về cái chiếc điện thoại này thì tôi rất mong anh em ủng hộ, subscribe kênh của tôi để ủng hộ cho tôi. Đồng thời nó tạo một cái động lực để tôi có thể làm ra rất nhiều video để truyền tải tới các bạn những video hay, độc lạ để cho các bạn biết thêm được nhiều thứ. Đây là cái chiếc điện thoại đến từ nhà sản xuất Tonino Lamborghini. Thì nó có một cái hộp rất là to ở ngoài thì tôi đã trưng bày lên trên kia rồi. Tôi chỉ giới thiệu các bạn cái hộp trọng tâm nằm ở đây. Đó, thì trước hết tôi xin chia sẻ với các bạn đó là trên thế giới thì có rất là nhiều hãng xe như là Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce hay là BMW hay là Lexus hay các thứ. Thì họ thường sẽ có một cái hãng gọi là hãng phụ kiện để chuyên sản xuất ra những cái thiết bị như là kính mắt, đồng hồ, rồi những cái thiết bị đồ chơi khác dành cho những người dùng khi mà tới mua xe. Thì Tonino Lamborghini nó là một cái nhánh của cái thương hiệu Lamborghini. Họ chuyên gia sản xuất điện thoại, kính mắt, đồng hồ hay là dù hay là quần áo hay là mũ, nón, giày dép. Thì cái mảng của họ là ngày hôm nay đó chính là điện thoại. Đó thì các bạn có thể chứng kiến nhé. Điều đầu tiên, tôi có một chiếc điện thoại rất to nằm ở đây. Một cái hộp được làm bằng thép 100%. Đó các bạn thấy chưa? Và nó phay xước một cái họa tiết rất là đẹp. Một cái logo con bò kiêu hãnh nằm ở đây, cực kỳ đẹp luôn, rất là tuyệt vời. Cái hộp này tôi mới đảo qua ở trên mạng, ở trên eBay thì có người bán lại có mỗi một mình cái hộp này mà họ bán tới 500 đô la Mỹ. Đó các bạn tưởng tượng nó ghê không? Một cái hộp như này bán tới 500 đô, 500 đô nhân ra đã là hơn 11 triệu rồi. Đó, nó rất là kinh khủng cái hộp này. Và tôi chưa bao giờ thấy một cái hộp điện thoại nào trên đời này mà làm đẹp được như cái điện thoại này. Đó, thì tôi đã từng đập hộp cái hộp mà của con vật tu thì nó cũng khá là xa xỉ, nhưng mà đối với cái hộp này thì hộp nó chưa là cái gì cả. Các bạn có thể quan sát này, những cái phần phay ở đây cực kỳ xịn luôn. Nói chung là các bạn khi các bạn cầm cái hộp này trên tay thì các bạn sẽ cảm thấy là nó vừa hầm hố, nó vừa đẳng cấp và nó có cái gì nó rất là lì lợm. Đó, bên tay phải chúng ta sẽ có một cái tên Antares. Một lát nữa tôi sẽ chia sẻ cái sự thú vị mà tại sao tôi lựa chọn cái chiếc điện thoại này. Những cái ốc vít nằm ở đây, nó rất giống như cái ốc vít ở trên cái chiếc siêu xe. Và này, họa tiết diamond cut này, các bạn nhìn, diamond cut rất đẹp, rất tinh tế và rất là hầm hố. Bên này cũng vậy, chúng ta có một cái những cái ốc vít rất giống như cái ốc vít ở trên siêu xe. Và nó rất giống, tôi có cảm giác như cái hộp này rất giống như một cái hộp của người ngoài hành tinh vậy. Nó rất là ghê gớm và nó rất là lì lợm. Và đây, ở phần mặt sau, chúng ta có một cái lẫy, bốn cái chân nhé, để này. Các bạn thấy kỳ công chưa? Rất là kỳ công và rất là tỉ mỉ, cực kỳ tỉ mỉ luôn. Các bạn sẽ bật cái nắp này ra để mở cái máy điện thoại này ra. Giờ tôi sẽ làm này, các bạn nghe này. Đó, bạn sẽ lôi cái phần này ra, các bạn nghe này. Các bạn thấy chưa? Nó rất kinh khủng. Các bạn sẽ lôi cái phần này ra thì các bạn sẽ thấy được một cái chiếc điện thoại rất là hầm hố nằm ở trong. Đó, đây là cái chiếc điện thoại Tonino Lamborghini Antares phiên bản Gold. Phiên bản Gold nha. Nó có phiên bản màu đen, nó có phiên bản màu thép, nhưng mà phiên bản đắt nhất là phiên bản màu Gold. Thì đây là cái chiếc Antares màu Gold. Tôi để nó ra và lát nữa tôi sẽ cùng phân tích cho các bạn biết. Phân tích cho các bạn biết để thêm về cái chiếc điện thoại này. Thì ở phần dưới á, chúng ta sẽ có này, cái lớp này bằng mút nhung nhé, rất là đẹp, rất là xịn, rất là đẹp luôn. Ở phần dưới chúng ta sẽ có sạc, cái củ sạc. Đây cũng là một cái loại củ sạc đẹp nhất mà tôi từng thấy.
một cái thứ mà nó đẹp đến cái mức độ mà tôi phải dán keo lại này, mà tôi không dám dùng nó luôn. Nó cực kỳ xịn, cực kỳ xịn luôn. Chúng ta có những cái tiếp chuyển đổi. Đây, tiếp chuyển đổi, tôi đã lấy một cái ra tôi xài rồi. Đây, những cái tiếp chuyển đổi, những cái rắc cắm. Và đây, cái dây cáp, tôi cũng không dám dùng dây cáp này luôn. Đó, nó xịn đến cái mức độ mà người ở bên nước ngoài họ cũng không dùng luôn. Họ cất. Đó, ở đây có cái chữ Tonino Lamborghini này, anh em nhìn này. Đó, tôi zoom vào cho anh em thấy nhé, đây này. Nó có cái chữ là Tonino Lamborghini. Đó, anh em thấy chưa? Nó rất xịn và nó phối theo cái tông màu là đen đỏ. Đó, rất là xịn. Dây cáp quá xịn sò. Đó, các bạn thấy chưa? Rất là đẹp nhá. Từ cái chi tiết một nó diễn tả rất là tuyệt vời, rất là đẹp, rất là luxury. Đó. Ở đây có một cái thẻ bảo hành. Thì cái thẻ bảo hành này tôi đã đút vào trong túi của tôi rồi. Đó, nó là một cái thẻ mà có hình logo của con bò tót. Tôi đã đút vào trong cái túi của tôi. Thì để tôi chờ xem nào, tôi có ở đây không thì tôi sẽ lôi ra cho các bạn xem. Đó, tôi sẽ lôi ra cho các bạn xem. Đây, để xem nào. Tôi thấy nó quá đẹp nên là tôi quyết định là tôi sẽ mang theo người để ngắm nhìn. Đó, để xem là tôi cất ở đâu. Mình hay có cái thói quen là rất là hay mang theo những cái thứ độc lạ, hay mang theo những cái thứ đẹp đẽ để thỉnh thoảng mà lôi ra ngắm nghía. Không biết là mình cất ở đâu rồi. Các bạn chờ chút xíu. Đây, tôi có rất là nhiều thứ mang theo bên người. Thế là quăng ở đâu? Không quá quan trọng lắm. Ok, chắc là tôi để nó ở đâu rồi. Để tôi có thể tìm sau. Đây, chúng ta tới với một cái tai nghe. Đây nhá. Thì cái người chủ bên đó đã chi ra đây cái tai nghe Lamborghini đây. Tai nghe Lamborghini chi ra một cái số tiền để mua thêm một cái đựng tai nghe này nữa. Theo tôi search ở trên Google, eBay bây giờ thì không còn bán nữa. Nhưng mà trước đây mà tôi từng thấy cái hộp này này, chỉ là một cái hộp này thôi, nó cũng đã tới tiền triệu. Các bạn nhìn thấy chưa? Rất là đẹp, rất là xịn luôn. Các bạn nhìn này, logo bò tót kiêu hãnh. Đó, và cái logo này, theo họ Lamborghini quảng cáo thì logo này là bằng bạc nha các bạn. Rất là xịn, rất xịn luôn. Đó, và phần ở trong thì cái tai nghe bò tót này, các bạn nhìn này. Đây nó có logo hình con bò này. Xịn sò chưa? Đó, logo hình con bò. Rất là xịn sò, cực kỳ xịn luôn. Đó, cái rắc cũng là làm rắc đồng đồng hoàng nhé, chứ không phải là bình thường nhé. Đó, rất là xịn. Và dây thì họa tiết dây dù rất là chắc chắn, cực kỳ tuyệt vời. Đấy, và tôi phải cất đi cái này nữa, một cái phần rất là nhỏ. Các bạn thấy tôi tỉ mỉ không? Tôi phải cất vào trong này. Cái thú sưu tập nó phải như vậy đó các bạn. Con người tỉ mỉ, nó tỉ mỉ từng chi tiết một. Đây, Lamborghini. Đây là cái kẹp nha. Đây là cái phần kẹp để tai nghe thôi, mà cũng khắc thương hiệu Lamborghini nha. Cực kỳ xịn luôn. Tôi không dám dùng, tôi cất đi. Tôi phải bỏ nó vào trong này. Tôi cất đi. Đó, đó là cái hay của những người sưu tập. Hoặc khi là họ sẽ tiếc từng món đồ một. Tiếc từng món đồ một mà có khi còn không dám dùng nữa. Tôi cất nó đi. Và bây giờ tôi sẽ truyền tải cho các bạn cái nội dung về một cái nhân vật chính của chúng ta. Đó là chiếc Tonino Lamborghini Antares. Thì cái lý do đầu tiên tôi xin chia sẻ với các bạn đó là cái lý do mà tôi lựa chọn chiếc máy này. Trước chiếc máy này thì chúng ta có Lamborghini Spider và Lamborghini TL700. Tôi nhớ không nhầm là con TL700. Thì những cái chiếc đó nó chạy những hệ điều hành rất là thô sơ và gần như là chả có cái gì cả. Nhưng mà đến chiếc máy này thì chạy Android. Lúc mà nó ra mắt thì nó chạy là Android 5. Thì nhìn chung là Android 5 cũng đủ đáp ứng cho tất cả mọi nhu cầu rồi. Nhưng vấn đề quan trọng nhất nó nằm ở chỗ là cái chiếc máy này nó có cái thiết kế rất giống, gần nhất so với một chiếc siêu xe. Đó, khi bạn đặt như này các bạn tưởng tượng nó rất giống một chiếc siêu xe thực thụ luôn. Chứ nó không còn phải là một cái mô hình nữa. Đây, hai cái chiếc hốc gió ở dưới này, nó rất giống một cái chiếc siêu xe. Và cái lúc mà cái chiếc máy này bán ra thì nó mô phỏng theo chiếc Aventador, là cái chiếc xe mà đình đám mà đã đạt được nhiều thành công nhất của cái thương hiệu này thời gian đó. Và nó cũng là một cái siêu xe thương mại, tính cho tới bây giờ vẫn giữ được cái độ hot kinh khủng khiếp. Thì các bạn nhìn này, các bạn nhìn thiết kế của nó này, tất cả những cái bộ phận của cái chiếc máy này đều được mạ vàng 18K. Và điển hình ở một cái số chỗ như thế này, những cái cục này này, một những cái phần như thế này, những cái phần này đều được làm bằng vàng thật. Đó, đều được làm bằng vàng thật nha. Còn những cái thân ở bên hông này thì được mạ vàng phủ 18K, còn trong đây là một miếng vàng thật bằng 18K. Đó, rất là xịn. Cái chiếc máy này có mã hiệu là 263, rất là đẹp. Đó. Mãi lộc tài đây. Nó có 1947 chiếc và chiếc này là chiếc 263. Trên này có họa tiết Tonino Lamborghini. Chiếc máy này tôi đã dán full keo luôn. Tôi sợ nó chảy. Tôi dán full keo. Phần này thì làm bằng
ra. Đó, camera thì 8 megapixel Quad Plus. Thì chúng ta cũng không quan tâm quá nhiều về cấu hình. Chúng ta sẽ cùng khám phá xem bên trong nó có cái gì. Thì đầu tiên này các bạn nhìn này. Chúng ta có Android, chúng ta có một cái phím tùy chỉnh ở đây, phím Home và cái phím Back trở về. Chúng ta có những cái ốc ở đây, ốc đây để trang trí đây nha các bạn, làm màu trang trí thôi. Ở bên trong thì chúng ta thấy là chúng ta có một cái logo tùy, chúng ta có một cái màn hình khởi động tùy biến của Lamborghini, có logo bò tót kiêu hãnh nằm ở đây. Thì tôi chọn cái mức độ khóa như thế này thì tôi mở ra, thì ở trong này những cái giao diện này thì gần như nó cũng giống như là Google, nhưng có một số họa tiết thì nó tùy biến theo cái tông màu đen trắng của cái họa tiết xe, họa tiết của cái chiếc máy này để cho nó đồng bộ với bên ngoài. Nhìn chung thì cái chiếc máy này bây giờ vẫn sử dụng được những phần mềm Android, nhưng mà tôi không dùng nó để thực hiện những cái phần mềm đấy, mà tôi chỉ dùng nó để nghe gọi là chính, với nhận tiền của ngân hàng thôi. Đó là những cái sự thú vị của cái chiếc máy này. Còn cái một phần nữa tôi muốn nói với các bạn đó là nếu mà có nhiều người bảo là xài Vertu, tôi cũng đang xài Vertu. Đây, hiện tại tôi đang xài một con Signature S. Đây, tôi đang xài một con Signature S. Thì mỗi cái con điện thoại ấy, nó đều mang lại một cái giá trị riêng. Tuy nhiên là đối với cá nhân tôi thích cái dòng này, tại vì nó hầm hố, nó nhìn có cái gì đó rất là găng tơ, rất là lì lợm, và nó có một cái điểm nhấn khi mà tất cả mọi người, tôi dám khẳng định với các bạn, Vertu thì còn làm Vertu fake được, chứ còn riêng chiếc này thì tôi chưa bao giờ thấy một ai mà bảo là làm chiếc này fake, và không bao giờ thấy fake luôn. Đó là cái điều mà nó rất là hay. Và một điều cuối cùng tôi muốn truyền tải cho các bạn, đó là cái chiếc bao da này, bao da của Ý, được bán riêng. Cái chiếc này bây giờ mua, cái bao da này mua bây giờ chắc cũng phải 6 triệu. Đó, làm bằng da Nappa, da thật, khâu tay thủ công, có logo bò tót nằm ở đây. Da rất mềm, cầm rất sướng, ở trong phủ một lớp nhung màu đỏ cũng như thế này luôn nha các bạn. Nhìn rất là xịn nha, tôi bỏ vào trong bao da này, cực kỳ xịn luôn. Đấy, các bạn thấy chưa, rất là xịn, Make in Italy đồng hòa nha, cực kỳ xịn sò. Đó, các bạn thấy chưa, rất là xịn. Đó, nhưng mà tôi sợ cái bao da này nó chảy, nên là tôi đã quyết định là tôi tự may một cái bao da. Đây các bạn nhìn này, cái bao da này là tôi tự may. Đó, tự may hết. Đấy, khi mà các bạn đam mê thì các bạn tìm tòi. Tại vì cơ bản là tôi đi đặt cái bao da này ở ngoài nó không có và họ không làm, nên là tôi đã quyết định là tôi sẽ tự mày mò, tôi tự may cái bao da. Bao da này thì ở ngoài thì họa tiết đổi màu này, các bạn nhìn này, các bạn chỉ cần vặn và nó sẽ đổi màu, hay chưa? Đó, bao da này, cái da này tôi đang rất là thích và tôi tự may cho rất là nhiều điện thoại của tôi. Ở trong thì tôi nệm một cái chất liệu đó là da dê, tạo một cái cảm giác rất là xịn nha. Các bạn bỏ vào này, các bạn thấy chưa, bao da này tôi may cả năm rồi đấy, nhưng mà dùng vẫn càng dùng nó càng bóng. Tại vì thứ nhất là da này là da bò mà nó có cái họa tiết đổi màu này, các bạn xé này, các bạn chỉ cần vặn một cái nó sẽ đổi màu sang màu khác, rất là tuyệt vời. Đó, thì trong cái video này tôi chỉ muốn nói với các bạn một điều, hai điều thôi. Một điều đó là một khi chúng ta thích thì chúng ta nên chọn cái thứ gì đó mà nó có cái chất gu đối với bản thân mình. Và cái điều thứ hai nữa là khi các bạn đã thích rồi, các bạn đã đam mê rồi thì các bạn sẽ làm bằng được. Đấy, người ta không may bao giờ cho bạn thì các bạn tự may. Đó là một cái điều nó khẳng định một cái cá tính, một cái đam mê mãnh liệt khi mà chúng ta có thể làm được những điều mà người khác tưởng chừng như không làm được, nhưng chỉ với niềm đam mê chúng ta có thể làm được. Và chúc tất cả các bạn xem video của tôi sẽ học hỏi được nhiều thứ, sẽ biết thêm được nhiều thứ và luôn luôn cháy bỏng với niềm đam mê của mình. Và các bạn hãy ủng hộ tôi bằng cách là các bạn subscribe kênh của tôi, like và share cho bạn bè nếu cảm thấy hay, và hãy liên tục cập nhật những video của tôi để tôi có động lực, tôi sẽ làm nhiều video hay để truyền tải tới tất cả các bạn. Và xin hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video sắp tới. Xin cảm ơn.